Các anh chị, hôm nay em xin phép giới thiệu với các anh chị một chiếc xe Honda City Thùng, hay còn gọi là City Nho các bạn. Thì tại vì nó là màu nho, người ta gọi là City Nho thôi, City Thùng, nhưng mà City Thùng nó phân biệt với lại City gọi là nghĩa địa màu đỏ rồi đó các bạn. Nhưng mà bây giờ nó có như thế nào thì nó cũng chỉ là City thôi. Nhưng mà xe này được cái là chính chủ, nhưng mà người ta không thích cái kiểu dáng người ta lên rim luôn, người ta thay cái đuôi City đằng sau, cái đuôi rim rồi nó dán tem rim 2 thôi, nhưng mà bản chất của em nó vẫn là City Thùng. Đây, cái lốc máy nó có chữ Delim luôn nè các bạn, nào Korea nè, đó, Made in Korea. Đó. Xe City Thùng thì được cái là chạy nó rất là ngon. Đó, đời sau của nghĩa mấy cái chiếc City màu đỏ nghĩa địa. Đó. Thì bây giờ thật ra thì cái xe này thì nó chỉ phù hợp cho các cái sự cô chú mua chạy cài bừa, thì cái xe City thì nó đáp ứng được nhiều cái chức năng, giống như bên cơ bản là bên chở hàng vậy đó. Đó. Đồng này, bấm điện là nó cũng theo năm tháng này, nhưng mà nó chưa có mục nó chỉ có bị xét đen thôi nè. Đó, tổng thể của nó thì mình quay cận cảnh vậy thì các bạn, các cô chú, các anh chị nhìn kỹ tới vậy thì nó cũng y vậy. Em nó mang biển số 52K41851, nó cũng cũ theo thời gian, City nó cũng cũ theo thời gian. À, bấm điện thì còn, nhưng mà nó kiểu là nó xấu quá đó. Thì City mà nó lâu rồi nó cũng xấu, nhưng mà cơ bản là đồ rin của em nó còn đó. Vô đề nổ cái máy móc thì em thì thầm không gan phê nhỉ nhừ đó. Và với một cái chiếc xe Honda City Thùng, City Nho chủ, bao ký giấy, bao vận chuyển về đến tận nhà, thì chiếc xe này mình mong muốn bán với giá là 9.800.000, 9.800.000 cho một chiếc xe Honda City Thùng lên rim. Rồi, em xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều.